Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Yêu phim truyền hình, nhớ phở cung đình nhé. Cô cậu uống nước đi. Cháu mời bác ạ. Cô cứ tự nhiên. Uống chậm chậm thôi, chậm chậm thôi. Đấy. Mấy lần xuống đây, tôi chưa gặp cô lần nào. Nhà. Yeah. Dạ. Hôm anh Đông nằm viện là cháu có vào, nhưng mà cháu không nhìn thấy bác ạ. Vậy cô là người đã khóc lên khi thằng Đông nó vừa tỉnh, đúng không? Sao bác biết ạ? Kìa bố, đây là bạn con nữa. Đông, anh đi ra ngoài chờ. Tôi có câu chuyện muốn nói với cô này. Vâng. Thấy. Vâng. Thực ra bác đã được nghe nói về cháu từ trước. Hôm nay xuống thăm thằng Đông là để hỏi han chuyện trò thằng Đông xem bạn gái nó là ai. Không ngờ đúng là có duyên. Cháu xin lỗi bác ạ. Không biết là cháu có lỗi gì. Cách ăn mặc, nói năng, ứng xử là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Dạ, cháu biết là chuyện lúc nãy làm cho bác thất vọng. Cháu cũng biết là cháu vô duyên. À không, cháu chỉ hồn nhiên thôi ạ. À. Nhưng mà cháu không phải là người xấu đâu ạ. À. Mỹ cả là cháu không bắt nạt anh Đông ạ. À. Bác, nếu mà bác nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cháu, cháu xin phép là cháu được tranh luận với bác đến cùng ạ. Hai! Anh cũng chưa biết. Thế thì tí nữa, em với Hải sẽ đặt mua một bó hoa thật xuất sắc. Đấy mang sang tặng chị Ngọc nhá. Thôi, không cần đâu. Anh ơi, con gái là quan trọng ngày sinh nhật lắm, không đùa được đâu. Thế thì tùy cậu. Vâng. Xong việc ngay nhá. Một lúc nữa bọn em về ạ. Có việc gì mà nghe giọng cậu lạ thế? Có gì đâu anh. Cậu còn giấu tôi hả? Ừ. Là bố em lại xuống anh ạ. Cháu nói xong rồi chứ? Dạ. Với những điều cháu vừa nói, bác thấy tình yêu của cháu đối với con trai bác cũng khá là hời hợt, đơn giản. Cháu không hề hời hợt ạ, nhất là trong chuyện tình cảm ạ. Cháu biết là bây giờ bác ác cảm với cháu rồi, nên là cháu không xin bác chấp nhận cháu. Nhưng mà bác phải tin là cháu yêu anh Đông thật lòng ạ. Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu mong bác đừng trách mắng anh Đông ạ. Thực ra trong chuyện này, cháu là người thích anh Đông trước ạ. Cháu xin phép. Cháu về. Cháu đứng lại đã. Cháu sẽ không đeo bám anh Đông đâu ạ. Bác cứ yên tâm. Vậy là cháu quyết định chia tay. Nhưng bác đã nói điều gì ngăn cản đâu. Nghe cách bác nói là cháu hiểu. Cháu cũng không muốn bác và anh Đông phải khó xử ạ. Bác không tin cháu là người dễ dàng bỏ cuộc. Một cô gái tính cách như cháu càng khó càng muốn chinh phục, đúng không? Bác nói đúng ạ. Nhưng trong chuyện này cháu không dám. Khoan đã. Vậy bác có một điều kiện. Nhưng mà cháu đã nói là cháu không đeo bám anh Đông rồi mà. Cháu cứ ngồi xuống đây đã.